Mình xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình để đi soi con chuồn chuồn. Chắc nhìn cái ai cũng biết đây là con chuồn chuồn. Cậu đã nhìn thấy nó chuồn chuồn nó ngủ chưa? Mình soi thấy con chuồn chuồn đang ngủ nhé. Và mình sẽ soi lên một cặp để cho mọi người xem chi tiết con chuồn chuồn. Ít khi chúng ta bắt gặp nó ngủ. Đang ngủ, nó đang ngủ trên cành cây nhé. Và mình sẽ bắt nó vào để xem chi tiết hơn nhé. Và mọi người xem đừng quên ấn đăng ký kênh và like video và để lại bình luận đóng góp ý kiến và đăng ký kênh cho mình có thêm động lực làm ra những video động vật quanh ta nó thú vị hơn. Và bây giờ mình sẽ bắt con chuồn chuồn này vào nhé. Đấy, và bây giờ mình sẽ vào quay cận cảnh cho mọi người xem chi tiết con chuồn chuồn nhé. Vâng, chúng ta vừa xem xong chi tiết con chuồn chuồn và hai con chuồn chuồn. Và chuồn chuồn ăn gì mọi người biết không nhỉ? Mình chả biết đâu. Mình sẽ tìm hiểu sau nhé. Và có gì mình sẽ quay cho mọi người xem. Và mình xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và mình rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh. Và một lần nữa xin hẹn mọi người vào những video sau nhé.